tổng thống donald trump hôm thứ năm trong chuyến công du âu châu lần đầu tiên gặp phải sự chống đối rõ ràng khi bị dân chúng biểu tình phản đối và bị đồng minh anh chỉ trích về việc tiết lộ bí mật liên quan đến cuộc tấn công của khủng bố ở manchester Chuyến viếng thăm của ông tới trụ sở EU và NATO ở Brussels được chuẩn bị kỹ lưỡng để hàn gắn những rạn nứt gây ra bởi các đã phá nặng nề nhắm vào hai cơ chế này của Tổng thống Trump trong thời gian tranh cử trước đây. Ông Trump từng cho hay sẽ có thái độ cứng rắn với NATO, liên minh quân sự do Mỹ chỉ huy và gọi tổ chức này là lỗi thời, cũng như đòi hỏi họ phải có thêm hành động chống khủng bố và đóng thêm tiền vào ngân sách hoạt động nhưng những khác biệt giữa hai bên đã ngay lập tức xuất hiện sau cuộc nói chuyện giữa tổng thống trump và hai nhân vật cao cấp nhất của eu là donald trump và cùng jean-claude Trunker về các vấn đề như thay đổi khí hậu thương mại và quan hệ với nga trong thời gian tranh cử thì ông trump đặt việc tái lập quan hệ tốt đẹp với nga là một trong những ưu tiên hàng đầu nhưng từ khi cầm quyền tới nay ông gặp sự chống đối mạnh mẽ ở Washington và liên hệ vào vụ tai tiếng liên quan tới can dự của Moscow vào tình hình Mỹ. Tổng thống Trump trước đó cũng làm cho EU lo ngại khi ủng hộ Việt Anh rút khỏi EU, một điều gọi là Brexit hồi năm ngoái và gọi nhóm này là một công cụ để Đức chi phối toàn thể lục địa Âu Châu. Sau cuộc họp với ông Donald Trump, thì Chủ tịch Hội đồng EU Donald Stuck nói rằng EU và Mỹ đồng ý về nhiều phương diện, quan trọng nhất là chống khủng bố. Tuy nhiên, ông Stuck cũng bày tỏ sự không đồng ý về cái nhìn của Tổng thống Trump về thế giới là giải quyết những vấn đề quốc tế theo quyền lợi riêng của từng quốc gia.